Chào các em học sinh thân mến. Khi xác định quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất thì nó có hai trường hợp. Một là chúng ta biết vị trí 1 và vị trí 2. Hai là chúng ta biết thời gian đi. Bây giờ trường hợp 1 chúng ta đã khảo sát xong. Nếu biết vị trí 1 và vị trí 2 để tìm quãng đường lớn nhất nhỏ nhất, em chỉ cần xác định cung nào lớn nhất và cung nào nhỏ nhất. Đấy. Việc xác định cung lớn nhất, cung nhỏ nhất sẽ tương đối dễ dàng bởi vị trí chúng ta có. Nhưng bây giờ nếu trường hợp chỉ biết thời gian đi thôi, không biết vị trí 1, không biết vị trí 2, thì làm thế nào chúng ta xác định được cung lớn nhất và cung nhỏ nhất? Đấy. Vậy thì cũng giống như tìm thời gian lớn nhất và thời gian nhỏ nhất khi biết quãng đường, thì ở đây việc tìm quãng đường lớn nhất, quãng đường nhỏ nhất khi biết thời gian đi cũng giống như vậy, có nghĩa là chúng ta dùng phương pháp đối xứng trục. Việc đối xứng như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào phần số 2. Phần số 2, khảo sát quãng đường mái, quãng đường min khi biết thời gian dao động. Đấy, vậy chúng ta sẽ lấy đối xứng trục như thế nào đây? Chúng ta sẽ có quãng đường và tốc độ nhân thời gian. Thì cái điều kiện ở đây sẽ là t nhỏ hơn t phần 2. Thì điều kiện này người ta gọi là điều kiện thuận. Ngoài ra nó còn có điều kiện, đó là nếu t lớn hơn t phần 2 thì điều kiện này người ta gọi là điều kiện nghịch. Điều kiện nghịch. Đấy, vậy làm thế nào để chúng ta xác định được? Nếu điều kiện thuận xảy ra thì chúng ta sẽ áp dụng như thế này. Ở đây thời gian cho rồi, cho nên chúng ta không quan tâm đến thời gian nữa. Chúng ta chỉ cần quan tâm đến hai yếu tố này. Đấy, quãng đường tỷ lệ thuận với tốc độ. Vậy quãng đường sẽ tương đại khi tốc độ cực đại, mà tốc độ cực đại thì nằm ở trục sin, cho nên lúc này ta lấy đối xứng qua trục sin. Đấy, ngược lại quãng đường sẽ min, quãng đường sẽ min khi tốc độ min, tốc độ min, mà tốc độ min là không và nằm ở hai biên. Điều này có nghĩa là nó nằm trên trục cot. Như vậy chúng ta lấy đối xứng qua trục cot, lấy đối xứng qua trục cot thì đây là điều kiện thuận. Còn nếu điều kiện nghịch thì chúng ta áp dụng ngược lại. Ngược lại, S sẽ mát khi V min, và S sẽ min khi V mát. Đây, cho nên chúng ta chỉ cần dựa vào cái thức này thì chúng ta sẽ suy ra được trong trường hợp nào chúng ta lấy đối xứng của trục này và hơn điều kiện này là điều kiện thuận. Đây, tha S và B sẽ tỷ lệ, tỷ lệ thuận. S sẽ mát khi V mát, S sẽ min khi V min. Đây, theo cách về phương pháp nó giống như là tìm thời gian lớn nhất và thời gian nhỏ nhất. Đây, cho nên chỗ này chúng ta chỉ cần nắm ngắn gọn như vậy. Như vậy chúng ta sẽ có, nếu T bé hơn nửa chu kỳ, nếu thời gian chúng ta cần bé hơn nửa chu kỳ thì S mát khi tốc độ mát, nghĩa là lấy đối xứng, đối xứng trục nào đây, trục sin, đối xứng trục sin với trục sin với tốc độ mát. Còn S sẽ min khi V min, khi V min, nghĩa là chúng ta sẽ lấy đối xứng qua trục trục cot, trục cot. Đây là điều kiện thuận. Tương tự chúng ta sẽ suy ra cái điều kiện này, đó là T lớn hơn nửa chu kỳ. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có S mát khi V min, S mát khi V min, mà V min là trục trục cot, nghĩa là em sẽ lấy đối xứng qua trục trục cot. Và S sẽ min khi tốc độ
samat khi ở trục sin, nghĩa là chúng ta lấy đó xứng hoạt động trục sin. Đấy, thì em chỉ cần nắm những cái nguyên tắc này, đây, chỉ cần hiểu cái biểu thức này, em sẽ tự suy ra các trường hợp đi dự. Cho nên chúng ta sẽ không nhất thiết phải thuộc lòng những cái trường hợp này. Em chỉ cần hiểu cái biểu thức này rồi tự chúng ta suy ra. Đấy, thì phép đó xứng trục làm như thế. Đấy, và sau đây chúng ta sẽ đi vào một số cái ví dụ để minh họa cho các bạn học.